Chúa con thì em tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Ai yêu mến Thầy sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy. Kẻ không yêu mến Thầy thì không giữ lời Thầy. Lời các con nghe không phải là của Thầy, nhưng là của Cha Đấng đã sai Thầy. Thầy đã nói với các con những điều này khi còn ở với các con, nhưng Đấng phù trợ là Thánh Thần mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi điều và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con. Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy bảo các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. Các con đã nghe Thầy nói với các con rằng: Thầy đi rồi, Thầy trở lại với các con. Nếu các con yêu mến Thầy thì các con hãy vui mừng vì Thầy về với Cha, bởi lẽ Cha trông trọng hơn Thầy. Giờ đây Thầy nói với các con trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra thì các con tin. Đó là lời Chúa. Cảm ơn cha Sơn và cha Hồng đã tạo điều kiện cho con về với cộng đoàn và trình bày sơ lược một nguyện vọng. Con nghĩ không phải là chỉ riêng con, nhưng cũng là của quý cha, quý sơ, quý ông bà và anh chị em trong cộng đoàn và toàn thể địa phận. Với sự nâng đỡ và cổ vọ của cha quản nhiệm và cộng đoàn, con muốn thành lập một nhóm nâng đỡ tìm hiểu ơn gọi. Như quý ông bà và anh chị em cũng nghe thấy, nhu cầu ơn gọi tu sĩ là một lĩnh vực rất cần thiết cho giáo hội ngày hôm nay, nhưng lại rất khan hiếm ở bên Úc và những nước phát triển. Nói chung, riêng với đại chúng viện Thánh Chào là nơi huấn luyện linh mục cho bốn địa phận Perth, Bunbury, Broome và Geraldton. Chúng ta vọn vẹn chỉ có 5 thầy đang theo học. Đây là con số thấp nhất từ xưa đến nay. Rồi trong vòng 5 hay 10 năm tới, theo tính toán của địa phận, khoảng hơn 20-22 cha sẽ tới tuổi 75. Dĩ nhiên các ngài sau một cuộc đời phục vụ cũng nên được về hưu hay là trao ban một cái chức vụ nhẹ nhàng hơn để gắn bó cho giáo hội và cộng đoàn. Vì vậy ai sẽ thay thế các ngài để chăm sóc cộng đoàn? Đây là một thách đố rất là lớn lao, không chỉ cho giáo hội hay địa phận của mình, nhưng với mọi cộng đoàn và mọi người chúng ta, đặc biệt là những người quan tâm
về vấn đề linh mục và tu sĩ tương lai. Vì vậy, các anh em linh mục, đặc biệt là các anh em linh mục Việt Nam, muốn làm một cái gì đó rất là cụ thể, có thể giúp các em, các anh chị em muốn tìm hiểu thêm về loại linh mục, tu sĩ, hôn nhân, công giáo và đời sống độc thân. Vậy cho mời các anh chị em từ 17 tuổi trở lên cùng đến sinh hoạt, chơi trò chơi, chia sẻ những thắc mắc, cầu nguyện chung với nhau, chia sẻ lời Chúa, tĩnh tâm, gặp gỡ và lắng nghe những lời chia sẻ kinh nghiệm và tâm sự của quý cha, quý sơ, hay những anh chị em sống đời sống hôn nhân thành công và đời sống độc thân phục vụ giáo hội cách này cách khác. Sinh hoạt thì bằng tiếng Anh là phần chính. Nhóm trước hết là mời gọi các anh em trong cộng đoàn của mình, nhưng cũng có ý nâng đỡ và đón nhận những anh chị em từ các giáo xứ và cộng đoàn công giáo khác trong địa phận. Khoảng cách sinh hoạt thì khoảng 2 tuần một lần thôi. Rồi là thời gian và ngày sinh hoạt thì sẽ thông báo thêm để cái chương trình được bắt đầu thì chắc cần một số anh chị em giúp cha điều khiển sinh hoạt và hướng dẫn chương trình trong một cuộc họp. Chắc cần một số phụ huynh việc học trường và trông nom những nhu cầu của các em. Chúng ta làm và đem theo một số phóng sự sẽ là tiếp theo. Nhóm này để nâng đỡ và khuyến khích những người muốn tìm hiểu những linh mục tu sĩ đời sống tâm linh công giáo và độc thân, con em của mình. Môn đệ lần cuối, Chúa trong chối để lao chúng ta những di nguyện trong lòng của mình. Ngài nhắc nhở chúng ta hãy tin tưởng vào Chúa và lời Chúa của Ngài. Anh em đừng sao xuyến bồi hồi. Thầy bình an cho anh em. Tôi xin nghe các thầy làm lòng mình sao xuyến băn khoăn. Có thể là những tham vọng trong lòng chưa được đạt đến, hay là lo sợ về dự tính của tương lai, cũng có thể là sự giảm sút dần về sức khỏe hay bệnh hoạn. Có thể chúng ta cũng lo lắng về có thể bị mất mát người thân. Cho dù chắc chở nào, Chúa cũng muốn giúp chúng ta và mời gọi chúng ta mở lòng đón nhận thánh ý Chúa, tin tưởng vào Chúa và lời hứa của Ngài sẽ làm cho chúng ta bớt lo lắng, bớt lo sợ, bớt sợ hãi, bớt bồn chồn trong lòng. Chúng ta sẽ tìm được sự bình an đích thực, một bình an mà chỉ có Chúa mới trao ban cho mọi người và đem vào lòng mọi người của chúng ta. Một sự bình an không còn lệ thuộc vào số lượng vật chất, tiền tài, sức khỏe, công danh và thành đạt mà chúng ta gom góp được ở đời này. Đó là một sự cảm giác an toàn thực sự mà chúng ta cảm nhận được trong mối giao tình của chúng ta với Chúa.
trong sự đồng hành của chúng ta với Chúa, trong nỗ lực sống, sứ vụ mà Chúa trao ban cho chúng ta. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria đánh động tâm hồn mọi người để chúng ta nhớ được và áp dụng trong cuộc sống của chúng ta lời trối lại của Chúa Giêsu ngày hôm nay. Anh em đừng xao xuyến bồi hồi, anh em đừng lo lắng sợ hãi, Thầy ban bình an cho anh em. Hôm nay con xin lỗi, con nói hơi nhiều. Bây giờ con xin phép nói bằng tiếng Anh cho các em nó hiểu, rồi xin cộng đoàn thông cảm một chút nha. Today's gospel is part of the final farewell Jesus had with his disciples before he went to suffer and die for us. Jesus knew how sad, confusing, distressing, scary, even shocking it might cause them. He asked them to turn to the gift of faith. Do not let your hearts be troubled. Trust in God. Trust in me. Peace, I leave you. The kind of peace the world cannot give, but only God. Jesus promised his disciples and us, those who love me will keep my words, and my Father and I will come and make a home with you. I wonder what may cause our hearts to be troubled or afraid. What makes us anxious and insecure? Is it to do with the lack of material possessions? Does it have to do with unsatiable craving for fame, worldly success? Is it concerning with the other people's opinions, how we should live our life and the way they want us to live our lives? Is it about the way of uncertain affairs of our world and future, or the fear and pain of separation and possible loss from loved ones? And today, I want to share a bit about the story of my vocation. Before I make a decision to follow God's call to be a priest, I was also full of doubts, full of fears and worries. And this call came to me at a very unsuitable time, in an unlikely situation. It was not long after I arrived in Australia at the age of 19. I did not know much English. I went to an intensive English class, starting at the most basic level. And one day, we were given some time to think about what we would like to do with our future. When it came to my turn, I summoned all the courage, and I wanted to say, I wanted to be a priest, but I did not even know how to say the word priest. So I say, oh, I want to be a priest, to be a priest, to be a priest. And it took my very good and sympathetic teacher some time to understand what I meant. And then he told the whole class. It was a very big moment, being young, shy, and the whole idea of becoming a priest was a bit too much. I really felt the heat, blushed, sweating, and even shaking. I thought everyone was wondering, what's wrong with him? Why does he want to be a priest in this day and age? Doesn't he have anything else better to do? But after that public declaration, in a sense, strangely, I felt a lot more at home about the idea of becoming a priest and finding out a bit more about
what might be involved with training and where to get more information and support. However, a lot of questions, feelings of doubt, fear, and inadequacy were still going to my mind. Is my English going to be good enough? How am I going to deal with studies? Is my shyness going to be a problem? Am I able to relate to people or do even public speaking? How about celibacy? That very big concern for many young men. Am I going to be okay with it? At the same time, I wanted to have a goal and put myself forward because there was such a shortage of priests in Australia and the scarcity of priestly vocations. I told myself, if I don't put myself forward, there may be one less candidate for the priesthood. I wasn't sure where God might have in store for me. But if I didn't try, then I would never know. I had to find a way to trust that if God really called me, then He would give me all the help and support I needed. And so far, He has kept His promise and sustained me in my vocation. And I wish I could stand here and tell you that the landscape of vocations has changed in a much better place as from when I was accepted into the seminary. Unfortunately, it is the other way around. Currently, we have only 5 seminarians for the 4 dioceses in WA. Over the next 10 or 20 years or so, 20 priests will be reaching 75, and we know they deserve to retire or take a lesser role. Please share this very concern among yourselves and pray and do whatever we can to encourage, promote, and recruit more vocations. Father Son and I, and many other priests and nuns, want to set up a vocation group. It's about giving support for young people who want to come together in a very safe, youth-centered, friendly, fun, supportive, and directive environment so that we can together discern what God might be calling us to do in our life. If you are interested, please take up a brochure, a flyer that we made. They provide all the information and details that you need. And we're looking forward to having some of you here in our community. And today we hear Jesus telling us not to be afraid to follow our true call, that stirring voices deep in our hearts to serve God and His church. Do not let your hearts be troubled. Have faith in God, in Jesus. It has helped me to alleviate my burden of fear, worries, anxiety over the years. Trusting in God helps us find true peace and security that only God can give. For God and Jesus will come to us and make a home right in our hearts. Amen.